Thưa quý vị, những năm gần đây thì bên cạnh việc đổi mới các hoạt động cải cách hành chính giúp người dân thuận lợi trong giải quyết các thủ tục hành chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã chú trọng việc tiếp và giải quyết khiếu nại, tố cáo ở các cấp nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, ghi nhận tại huyện Cẩm Mỹ. Tại một cửa Ủy ban nhân dân xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, lúc nào cũng có người tới giải quyết thủ tục hành chính. Nhiều thủ tục đã được số hóa, người dân đến làm thủ tục có thể quét mã để tra cứu hồ sơ hay nộp lệ phí trực tuyến. Những hồ sơ, thủ tục người dân không hiểu, ngay lập tức được cán bộ, công chức ở lĩnh vực phụ trách trực tiếp hướng dẫn, giúp người dân hiểu để thực hiện các thủ tục theo đúng quy định. Và khi ra về thì nhận được kết quả và sự hài lòng. Hôm nay mình đến đây là để tham gia bảo hiểm cho gia đình. Và được mấy anh chị em công bộ này là hỗ trợ rất là nhiệt tình, nhanh gọn, khoảng 20 phút là thủ tục đã xong. Hôm nay tôi đến làm hồ sơ để thủ tục hiến đường, nên cũng chung là các cán bộ ở xã thì rất là nhiệt tình và hướng dẫn tận tình để cho làm thủ tục nhanh gọn. Các cán bộ công chức ở xã đây rất là nhiệt tình, vui vẻ và tôi thấy là rất là ok. Theo thống kê, kết quả đánh giá xếp loại chỉ số cải cách hành chính, 6 năm liền, Xuân Tây đều là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với phương châm làm hết việc chứ không hết giờ và chú trọng công tác tiếp dân, mỗi ngày người đứng đầu cấp ủy luôn dành 30 phút làm việc để lắng nghe nhiều thắc mắc, ý kiến, phản hồi của người dân. Qua đó, thủ tục người dân đến cũng được giải quyết nhanh gọn, kể cả những thủ tục mà theo quy định thì phải hẹn người dân quay lại làm việc. Trên tinh thần là làm hết việc chứ không hết giờ. Thế do đó là chúng tôi luôn quán triệt cho đội ngũ cán bộ công chức, nếu việc của dân mà thấy công việc cần giải quyết được ngay thì bằng mọi giá và bằng mọi lúc mọi nơi là phải giải quyết cho dân, chứ không có trông chờ vào thời gian của quy trình. Do đó đây là hầu hết các cái thủ tục hành chính chúng tôi đều giải quyết trong ngày là chủ yếu, và rất hạn chế những cái thủ tục hành chính phải chờ sang, phải hẹn và chờ sang cái này khác. Tinh thần cởi mở, gần gũi, chân thành được quán triệt từ lãnh đạo tới cán bộ công chức viên chức. Thế nên, cải cách hành chính là điểm sáng ở xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, nơi người dân hiếm khi phàn nàn, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiệu quả, giúp Cẩm Mỹ luôn dẫn đầu toàn tỉnh trong công tác cải cách hành chính những năm gần đây.